Rồi, trước khi vô clip á, thì mình cũng có chia sẻ một cái mẹo cho anh em đánh cúp cho dễ nhé. Nói chung là mình nghĩ cái mẹo này thì anh em nhiều người cũng biết rồi, còn ai mà chưa biết thì mình cũng nói luôn. Bởi vì đấu cúp này á, nó không có kiểu như đấu ra hạng là nó xếp theo rank á mọi người. Nên là mọi người có thể ghép rank nào cũng được với nhau á, nên là mọi người muốn đánh dễ thì mọi người hãy hãy kẹp một hai hạt rank càng thấp càng tốt, thì lúc đó mọi người gặp bên tem bạn thì cũng sẽ rank như thế thôi đó. Bởi vì mình cũng thử rồi, bởi vì mình đấu thử rank bạch kim tinh anh á, rank kiểu bạch kim kim cương tinh anh gì đó thì gặp cũng toàn mấy cái rank đó thôi. Còn mình ghép thử thiên tướng thì mình ra xem hồ sơ thì cũng toàn thiên tướng đánh với nhau không à, nên là anh em chú ý cái mẹo này mà để lấy cúp cho dễ nha. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max. Rồi, hello, xin chào toàn thể mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Rồi, hôm nay thì tôi vẫn sẽ tiếp tục chơi gian, nhưng mà đây là trong trận đấu đấu cúp của mình nhé mọi người. Mọi người cùng theo dõi xem trận đấu cúp này của mình sẽ như thế nào nha. Đó, bởi vì đây là đi cúp nên là tôi cứ sẽ vẫn là đi rừng để cho có gì mà con team rồi chơi cho nó chắc nha mọi người. Rồi, ok, bây giờ thì tranh thủ farm blue xong rồi chuẩn bị đi gank thôi. Đấy, nói chung là hôm nay á là clip này là tôi ghép tận 3 trận vào nên nó hơi dài thì anh em xem thông cảm nhé mọi người. Rồi. Giờ thì tranh thủ farm nốt cái con quái này xong rồi sẽ qua cướp bùa nó nhé mọi người. Đó, nói chung là tôi sẽ chưa ăn bùa đỏ vội đâu. Đây nè, mọi người thấy bùa rát đâu. Đó, nên là tôi sẽ con cho thằng bạn tôi cầm hai đen nó vào cướp rừng nha. Đây. Bây giờ thì vào đánh rừng luôn này, có cả mid vô này, đó thấy chưa? Thằng bùa rát nó đang ăn con bùa lô này. Rồi, đánh thường này trường trị này xin nhá. Đó, nói chung là mọi người chơi gặp thế trận mà tem mọi người có chất tướng ép á, thì mọi người phải ép thật nhiều vào đó, chứ đừng để mấy mọi người phải có lợi thế ui để nó cướp mất con quái nhỏ rồi đó. Mọi người có lợi thế thì mọi người phải biết tranh lấy cái lợi thế đó, mọi người ép tem bạn thì mình dễ chơi. Rồi bây giờ thì vấn đề bây giờ thì mình sẽ đi về lượm mua đỏ nhá. Nói chung là cái pha đó lượm được con bùa xanh này coi như thằng rừng nó bị thọt rồi đúng không. Rồi bây giờ thì ăn xong quái này xong rồi tôi sẽ lượm màu đỏ nhá. Khả năng ăn màu đỏ xong là tôi sẽ xuống tôi đè lên đường boss nhá mọi người. Đó, nói chung là cứ thoải mái mà đánh thôi, có Helen thì mình cứ đánh hết máu rồi Helen là hồi máu cho mình. Đây nè, đây nè, đây nè, ulti luôn nè. Thằng Murat sẽ giật bóng về nha. Giật bóng về không? Ui nó không giật bóng về mọi người ơi. Thằng Murat này nó tỉnh thế rồi nhưng không sao, chắc nó sẽ vẫn chết với mình nha. Bộ này đánh thường này xin mạng này. Ăn được không? Ừ rồi. Ok, pha này là mid mình xuống canh kịp nên là ăn được cả luôn thằng FB rồi nhá. Rồi còn bây giờ thì giết được rừng nó thôi đi, tranh thủ lượm con rồng nhá mọi người. Nó nói chung là chơi game thì có lợi thế rồi thì phải ăn con rồng đầu game nhá. Đấy, mọi người ăn được con rồng đầu game là đây này, đây này, có thằng ấy này, dí nó được không? Rồi, bây giờ thì thôi, mình tính xuống lượm được lính ấy, nhưng mà AD mình lên rồi thì cho AD mình ăn lính nhá mọi người. Rồi, ấy ăn được nói rồi, xong. Đó, coi như là tem bạn đầu game chết thế này là tem mình là có lợi thế rồi đó. Đó, trận này mà cầm Helen á mà tem mọi người mà còn được ép đầu game này á thì tỷ lệ win mọi người sẽ rất là cao nha. Đó, bây giờ thì mọi người thấy con Murat đang bị gấu mình bắt bóng không? Nên là tôi sẽ ra tranh thủ từ đan blue nhá mọi người. Tranh thủ dọn lính mid lên xong rồi sẽ qua thẳng rừng nó và phá luôn nhá. Đấy, nói chung là Vedet nó ra thì cứ kệ nó thôi. Đây này, kệ nó, kệ Vedet nó cứ qua cướp thẳng luôn rồi Helen mình qua hồi máu nhá mọi người. Đó, đánh không được thì chạy thôi. Ôi, pha này mất sai rồi. Ui. Tôi không thể thấy được cái máu của con bùa đỏ, tôi trừng trị luôn mọi người. Rồi thôi không sao nhá, pha này lui nhẹ nhá. Thôi, lui nhẹ này. Ui rồi, từ từ này, từ từ này. Pha này xem ơi. Cover cho Helen về nhá mọi người. Đây 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 đây, đẹp này, đẹp này. Rồi, bây giờ thì có hồi máu xíu này. Ui đau 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 đau. Rồi, ok tem ơi, lui đi đi. Ui đánh sâu thế. Trời ơi, phải hết máu rồi. Ui giời ơi, tem tôi đánh sâu quá. Đó, còn bây giờ thì tem bạn ở trên đường mid hết rồi. Mọi người thấy Elsu không? Đó, Elsu lên cao là tôi sẽ di chuyển về Elsu nha. Ui nó đánh mắt nhiều quá. Ui giời ơi, trong bụi này có mắt luôn rồi mọi người. À, thằng Murat này, thằng Murat này chém này. Rồi. Rồi Murat lướt đi rồi nhá mọi người. Pha này chắc không đánh được đâu. Tem bạn là mắt cao quá nên là à, khả năng bắt được thằng rừng đấy. À thằng SP đấy nhá. Này dí luôn. Rồi hơi chạy đi đâu. Chạy đi đâu, hất tung này đánh thương này. Ui thằng ấy nó ra rồi nhưng mà tôi không sao, không tí nha. Rồi lướt chém một tí này rồi lướt ra quá mọi người ơi. Đó, coi như ăn được mạng đẹp rồi. Sau khi ăn được mạng của thằng SP thì mọi người phải tranh thủ về lane để farm nốt nha. Đấy trận này đầu game tem tôi ép được tem bạn đấy, nhưng mà có vẻ tem bạn bắt đầu đang lấy được thế trận rồi. Đó là trận này bắt đầu mới trận đầu thôi mà có vẻ hơi căng rồi đấy nha. Rồi
Đây, bây giờ để khả năng là đường mid combat hết là rất là cao nhá. Bây giờ tôi bắt đầu qua bắt thằng AD với thằng mid đó này. Rồi, chém được hai đứa này, bộ này, đứa này. Đây, bắt thằng AD trước nha. Rồi, ui. Thằng AD nó ulti một phát rồi nó lấy được xa chạy rồi. Đây này, pha này tôi bắt được con mid nha mọi người. Rồi, chém này, ulti này, đánh này lướt chạy này. Rồi, xong, tem tôi chết rồi. Đó, tôi ăn thua tôi né cái chiêu của con Elsu mọi người ơi. Rồi, ui. Pha này không biết tôi đổi mạng được không chứ là chắc chắn là tôi chết rồi đó. Còn biết em bọc đầu sau mọi người. Rồi này, này này này, né này, đánh thường này, đánh thường này, chém chiêu bộ này chiêu hai lướt nha. Ui, không kịp rồi. Trời ơi, cái pha đó không kịp ăn được thằng FB mọi người. Tôi đây, pha này đẹp này. Ui rồi. Em này vào sâu quá nhưng mà không sao, tôi vào sau rồi nhá. Rồi, chém này. Giết thằng AD nhá mọi người, chém thằng AD trước nha. Rồi, chém luôn thằng mid nữa này. Chết không? Ui, thế mà nó vẫn đủ đam à, tiếc thế. Trời ơi. Đấy, em ơi, cố gắng đẩy cái trụ đi nha. Ôi 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 ôi. Ừ, hai kia bắt được nó không? Ui, để nó xoay. Ui, trời ơi, nó chưa có đào xoay phát đầy máu luôn, trời ạ. Ui, chà, con Vedet kìa. Rồi, Top ơi, đáng đang đào nhá, Top ơi. Đây, tôi hồi sinh rồi đấy mọi người. Bây giờ thì lên ăn blue nhá. Đó, mọi người thấy đấu cúp căng thẳng chưa? Trời ơi, có Helen nhưng mà vẫn bị tem bạn lật lại như bình thường. Nói chung là mọi người á, gặp Helen á, mọi người cứ nếu mà ai biết chơi nhá, biết chơi mid á thì biết chơi kiểu nhiều thứ á, thì mọi người cứ biết con manga á mọi người. Đó, tỷ lệ con manga nó khắc chế con Helen rất là cao nhá, bởi vì con manga nó có chiêu hồi máu nhá. Ê, thằng Murat áp ca này. Rồi, xong vô đây, không sao nhá, phải tôi cần hai nhá. Rồi, chém dí luôn thằng rừng ấy mọi người. Dí luôn, này đánh con quái này, lấy tầm đánh cao này, rồi xong rồi thằng Murat một pha áp ca tí xíu thôi là coi như tên tôi ăn được hai đứa, lấy lợi thế rồi. Rồi xong. Bây giờ thì tranh thủ tên bạn chết ba người rồi xong, khả năng trận đấu này win ở đây nhé mọi người. Rồi có con tin này, chạy đi đâu này, chém lại, ui gấu cho mình ăn. Rồi tôi sẽ bay vô tôi bắt đổi mạng với thằng SB nhé mọi người. Rồi win luôn rồi, có cần phải đổi mạng không? Rồi chém thường này, rồi pha này tôi không cần phải đổi mạng nhé mọi người. Rồi ok, thì khả năng ván một này chắc chắn là win tại đây rồi. Còn manga này sao mà đép được trụ rồi. Coi như là ván một đánh hơi căng thẳng một xíu nhưng mà đã thành công mỹ mãn nha mọi người. Trời ơi. Rồi, hello, chào mừng anh em đã quay trở lại nha. Đây là ván 2 đấu cúp của mình nhé mọi người. Đó, nói chung là đi cúp để lấy content cho anh em coi thôi. Nên là chắc chắn mình sẽ vẫn là chơi con gian ở vị trí đi rừng nhé mọi người. Đi rừng để con tim cho nó dễ thôi. Đó, đầu game thì chắc chắn là vẫn ăn bên phía bồ đỏ trước rồi. Và để tranh thủ ép len boss nha mọi người. Nói chung là ép len boss là sẽ dễ chơi nhất. Bởi vì nó có hai người, thì mà hai người nó phế thì chắc chắn là tỷ lệ tên mình sẽ rất là win rất là cao nhá. Thôi, ok. Đó, anh em coi clip mình nhớ đừng quên cho mình xin một like, subscribe hộ kênh mình nhá. Còn anh em rất là nhiều. Rồi, sau khi farm một thời gian này tôi cũng đã farm xong bãi quái của mình rồi. Còn bây giờ thì tranh thủ lên gank thôi. Không biết thằng Quy lên nó farm xong chưa anh ta. Trời ơi, nó đắp đây rồi mọi người. Rồi, bây giờ thì tôi cứ đứng đây nhá, mà không biết lộ sai rồi nhưng mà cứ vẫn đứng nhá, đợi lính lên, khả năng lính có lên không. Ui, hết lính rồi mọi người ơi. Rồi, bây giờ con rồng ra rồi thì tranh thủ. À đây nè, bắt con gia ta nè. Rồi, chạy đâu, tên mình có Helen nhá, từ nhá, đánh câu nhá. Rồi, ulti này, bọc xong bắt thằng AD này. Ui, thằng AD nó bị, nó có cái sai nội mọi người ơi, tiếc quá. Nhưng mà không sao, tên mình đã ăn được chiếc ống đầu nha. Chết Quillen không? Ừ, hay quá, Quillen vẫn bị chủ ăn chết nha. Rồi, đó, coi như là rừng nó chết với cả AD chết rồi thì tranh thủ lượng quá này, chết không? Tôi chết không? Từ đợi nó xoáy cái mất công là tí nữa chết vì con rồng bị giết nữa là chết sở luôn đấy. Rồi ok, đó bây giờ thì đến về thôi nhé mọi người. Rồi sau khi ăn con rồng xong rồi thì tôi tranh thủ farm đốt con quái này, xong rồi tôi sẽ di chuyển ra ăn con thần với top mình nhé mọi người. Đó, nói chung là team mình đang có lợi thế thì cứ tranh thủ mà ăn còn hai mục tiêu thôi. Đó, tên bạn yếu hơn đầu game với so với tên mình thì mình phải chủ động đấy nhá mọi người. Rồi, khả năng ăn xong con tà hận này gấu sẽ nhảy vô và đây là trường trị này. Rồi đánh luôn. Ui nó tung rồi, tôi bị lỗ rồi nhịp. Nhưng mà ông sót này ông bay đâu đấy, trời ơi. Rồi, đó, nói chung là không sao nhưng mà sao tem đường trên tem mặt đông vậy. Trời ơi, bị ép hết 4 người luôn. Trời, 4 người nó lên top. Ép chết 3 người tên mình. Ui chà chà. Trời ạ, rồi bây giờ này, lên, rồi xong, lượm thằng AD nhé mọi người. Ui, AD tốc biến rồi nhưng không sao, mình sẽ lượm con voi nhé mọi người. Rồi, đánh thường này, đánh con dí luôn, rồi tôi băng xương nhá, đánh trụ chơi luôn này. Rồi, mẹ băng xương lại này, đó, xong rồi phải lượm thằng AD nhá, xong rồi lướt ra ngoài nhá. Đó, nói chung là có Helen thì cứ thoải mái mà ép trụ thôi, không phải sợ đó.
Sau đó thì tôi có băng xương là tôi sẽ lùn vũ trụ, tôi bật đẩy HD nhé mọi người. Xong bật băng xương đây là đẹp. Rồi bây giờ thì tranh thủ đem bạn chết hai rồi thì phải lấy trụ nha. Đó, lấy cái trụ thôi xong rồi sẽ về ăn rồng tiếp nha mọi người. Bùa đỏ, bùa đỏ con này con bùa đỏ. Quên đấy, nó ăn này. Rồi xong mày đòi ăn bùa đỏ mình à? Nó mọi người đang có thế, mọi người phải ép nha. Không cho nó ăn bùa đỏ nha. Ê, chừng chị này, hên quá vẫn ăn được con bùa đỏ nha. Pha đó mà chừng chị lỏ nữa thì thôi, tôi không biết nói gì luôn. Khả năng ăn rồng không? Rồi để từ ăn quái không ăn rồng à? Ui, tên mình ăn rồng mất tiêu rồi. Rồi nhưng không sao nhá. Rồi bây giờ thì di chuyển xuống mid nhá mọi người. Khả năng đường mid này giao tranh khá là cao này. Đây này, đây này bắt con quỷ len này. Quỷ len hết ulti nhá. Rồi xin con voi trước nha. Rồi chém con voi này. Chạy đâu? Chém thường này, đánh thường này. Đối chưa? Ui, mày đòi hên quá. Tôi lướt bị ngược về. Xem nữa thì con quỷ len nó hồi đi kịp hết là coi như là khỏi ăn được luôn đấy. Rồi, bây giờ đánh quái này. Ấy ạ. À. Ui, nó còn có tí máu kìa. Rồi, nói chung là lính ít quá nên là không ép được mọi người ơi. Bây giờ thì tranh thủ qua lượm con rồng nhá. Đó, tranh thủ lượm rồng xong rồi qua con tà thần nhá mọi người. Khả năng thấy bạn đang ở đổ tiêu mình nên là mình ăn con rồng thật là nhanh rồi mình sẽ di chuyển qua đường tà thần nhá. Nó mà chưa ăn xong thì mình sẽ mở combat rồi nhá mọi người. Còn ăn xong rồi thì thôi. Rồi, bây giờ thì chạy thẳng qua tà thần này mọi người. Đi qua tà thần, qua ngay quả thần nó luôn này, qua ngay luôn này tôi bọc đầu sau này. Rồi, rồi nó đang ăn nhá. Đây này, tôi bắt thằng AD được này, Rồi chạy đâu, chạy đi đâu, rồi lượm luôn nhá. Ui, thế mà ăn được mỗi thằng AD thôi à, tiếc ghê á. Rồi, thằng này thì, bắt con voi này, chém này, bổ này, đánh thường này, xin double kill nha, rồi lướt ra ngoài chủ lý nhá mọi người. Rồi, bây giờ thì đẩy luôn cái trụ nhá, không biết trận đấu này win tại đây không ta. Đây này, khả năng cố gắng đẩy win luôn này. Cái nó win được không, win đi. Rồi, này, bắt gấu này vào này. Rồi, xong vẫn chưa win được rồi. Xem bạn thủ được con lính nha mọi người ơi. Bây giờ thì đây này, có được lính 2 lên này, được lính 2 này không biết trận đấu này win được không nhỉ? Win được luôn thì tốt thì mình sẽ đến với ván 3 nhé mọi người. Rồi, đây. Ui, để xem bạn nó ăn được con tà hận. Quái con quái này nó trâu quá. Rồi bắt con HD này, bộ này xin nha. Rồi, ê chứ con quái trước. Rồi xong rồi, xem bạn lại dọn được lính nha mọi người ơi. Rồi, con này bắt được con voi này. Nhưng mà hết lính rồi. Ui, phải hết lính rồi, không win được rồi. Bây giờ thì tôi sẽ xuống trụ dưới tôi đẩy quái lên nhá, để lấy luôn cái trụ BK thứ hai nhá. Tiếc quá là em bạn thủ chắc quá, lấy được hết được lính của mình rồi nên là mình không đánh được. Ui, con gấu kia, đánh này, chém thường này. Rồi, tôi sẽ bắt luôn thằng Gata nhé mọi người. Đây này, bắt Gata này, chém này. Xin mạng double kill nha. Rồi. Ui, lại chưa win được rồi, thằng AD bạn lại ra rồi mọi người ơi. Mà tôi pha này còn có tí máu à. Ôi, có chứ. Ui, xong rồi. Trời ơi. Top mình à. Ôi, lùi nha, thằng quên lên kìa. Trẻ lướt này. Ui giời. Xém nó bị quên đèn chọc chết mọi người ơi. Trời ơi, top bị bắn chết rồi. Rồi, bây giờ thì tôi nấp đây nhá mọi người. Nói chung là mãi mới win được đây này. Đây này, pha này đẹp này. Cứ đánh nha, team tôi sẽ lên cover sau. Rồi, bây giờ thì lùi nhẹ cái. Bay vào đây. Không bay chết được mình đâu nha. Rồi, bay xong rồi thì chắc chắn là mày phải nằm xuống thôi. Xin cái mạng nha. Rồi, dí theo, bắt được con voi luôn. Nè nè, rồi xong gấu. Rồi, ok, nói chung là một pha. Rồi, thôi ơi, ulti đẹp này này rồi xong. Khả năng thì trận đấu này win tại đây rồi nhá mọi người. Ok, nói chung là ván 2 thì tôi với KDA 13-0 vẫn chưa chết bạn nào. Trời ơi. Đó, ok, nói chung là bây giờ mình sẽ đến với ván thứ 3 nha. Trời ơi, win 2 ván rồi, sắp chuẩn bị có cúp rồi anh em ơi. Rồi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mình. Và đây sẽ là trận đấu thứ 3 cũng như là trận đấu cuối cùng của ngày cúp ngày hôm nay nhé mọi người. Rồi, nói chung là video này sẽ rất là dài nha. Nên là mình xin cảm ơn anh em nào mà đã coi tận đây nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn anh em đã luôn theo dõi mình từ trước đến giờ. Rồi, ok, bây giờ thì tranh thủ lượm combo đỏ này. Xong rồi sẽ ganh đường top nha mọi người. Mình thấy thằng top lên cao nha. Tranh thủ ép tốc biến nó thôi nha. Đấy, cố gắng ép tốc biến nó này. Rồi, tốc biến không? Rồi, lui nhá. Ui dồi. Ô men ơi, tốc biến theo chi vậy? Pha này sao bắt được nó? Trời ạ. Rồi, nhưng không sao nha. Đó, bây giờ tôi sẽ đi về farm nha. Rồi, farm xong rồi thì tôi sẽ nấp đầy nha, như thường lệ sẽ. Đây này, thằng Elsu nó đi của mình nè mọi người. Đây, lấy cái được rồi nha. Ui, lính nó vào chậm quá. Đây này, rồi ulti này, chạy đi không? Ui, tốc biến rồi. Thôi, nhưng mà cố gắng không cho nó về hưởng con lính nha. Đó, cho ép nó về đi. Rồi, còn bây giờ thì SB vào này. Ngộ không này. Rồi xong lượng mạo không này. Đâu đây rồi, chém này. Ui. Cay thế. Trời ơi, pha đó tiếc quá mọi người ơi.
mình đáng em mạng nó của mình đó, nhưng mà thật tiếc là không biết nó đẩy chiêu hai cái mình không ăn được mạng rồi. Còn bây giờ thì lượm con rồng nha. Đó, sau khi lượm con rồng rồi thì tôi sẽ di chuyển qua lượm luôn con tà hần nhé mọi người. Nói chung là em tôi cứ có lợi thế là ép mục tiêu thôi. Thằng có không đầu game nó yếu lắm nên mọi người phải lấy cái lợi thế đó, mọi người phải ép nó trước nha. Chứ mọi người để nó farm thì nó không hay lắm đâu. Rồi ulti thế này, bắt luôn xích nó vào. Xích luôn, từ từ đã né chứ. Ui không né được cái chiêu chém hồi máu rồi. Rồi lui nhảy nhau không ngó này. Rồi xong rồi, pha này tôi chết rồi mọi người. Ui. Rồi, tôi hồi sinh đây, tranh thủ lượm quái. À, mọi người nè, mọi người thấy không biết đâu. Chắc chắn nó farm lính xong rồi nó sẽ đi đường này, nó lên nó canh đường trên mọi người, đường trên đang combat nữa. Rồi bây giờ thì chắc chắn là nấp ở đây nha. Tôi mang ma tính nó sẽ combo trước nội chiến thường nha. Rồi lướt này, đánh thường này. Ui nó lấy ra rồi nhưng mà không sao, vẫn xin mạng nha, một mạng này. Rồi, em đang combat ở dưới này, tranh thủ lên. À, thắng ở đây. Thôi, ui nó tốc biến rồi mọi người. Rồi, vô này, này, á, à, mày không về. Rồi, không về này. Rồi nhá, từ nhá, tôi đợi hồi chiều nhá, rồi tôi bắt luôn thằng SB nhá mọi người. Đây này, đây mình có Helen này, chém thường này. Đứa này đánh thường này, trời ơi, quá là lợi thế luôn. Nó, phải này tôi ganh rồi, ăn được 3 mạng lận. Trời ơi, thêm đầy cái trụ đường boss của em bạn nữa. Trời ơi, rồi, bây giờ thì farm quái tiếp thôi, xong rồi đi chuyển xuống mid nha. Rồi mình đã ở mid rồi, mọi người farm quái này xong rồi mọi người thấy không, mọi người thấy không, nó bọc đầu nó. Ui gặp con top là nhưng mà không sao, đánh luôn nhá. Chém luôn cấu này, ui không né được cái chiêu một của con ấy rồi. Ê hôm nay ulti này. Rồi dí nó. Ui nó chạy được rồi kìa, à Violet ra kìa, bắn được chiêu cuối không Violet. Rồi hay quá, Violet đủ tầm chiêu cuối giết được Ngộ Không rồi nha. Rồi còn mạng này thì mình sẽ xin luôn. Ui để nó hồi máu kìa nhưng mà không sao. Ui không ăn được mạng rồi. Ôi nhưng mà không ăn được mạng này không sao nhá mọi người. Bây giờ thì ăn được thằng top với thằng rừng nó rồi thì tôi sẽ tranh thủ đẩy luôn cái trụ đường dưới nha. Rồi lại xong cái trụ rồi tôi sẽ di chuyển về land farm và đợi tà hần ra nhé mọi người. Nói chung là lấy cái trụ xong rồi di chuyển về land farm đợi tà hần ra thôi. Rồi đây tà hần đã ra rồi và tôi sẽ khởi động tà hần lên nhá. Tầm này ơi hay kìa, AD solo queue với Elsu đã ăn được Elsu rồi nhá. Còn bây giờ thì tranh thủ lượng của tà hần này. Ui rồi ôi, nó có bùa con rồng á nên là farm tà hần hơi bị lâu. Ừ hay kìa, xích luôn là Ngộ Không rồi. Ai khả năng trận này phát này ép được đường mít nhá. Rồi tôi thả luôn cho lính nó cao tí này. Đó bây giờ thì để farm đẩy lính cao rồi tôi sẽ di chuyển về mít đẩy luôn cái trụ nha. Rồi lính tôi đang lên rồi. AD ơi, AD đâu rồi, về mít đẩy trụ này. Trời ơi sợ xuống nó farm chứ, tem bạn đang chết hai rồi lấy lợi thế đó mà có tầm sao đánh trụ chứ. Ui ra đau. Ôi né. Rồi chuồn nha. Rồi đánh thương này. Ừ hay quá, né được cái chiêu chém của con Maloc mọi người. Con Maloc có chém bị hụt đấy. Rồi ok, nói chung là ăn được mạng lên bạn rồi nhưng mà cảm giác này vẫn chưa đẩy được cái trụ này mọi người ơi. Rồi từ nhá, tôi lui nhẹ cái nhá, về farm tí bùa đã, farm tí cái cho nó hồi máu lên đó. Rồi đánh con bùa này, chém đường này. Rồi ôi vẫn chưa đẩy được cái trụ nào à, tiếc thế không biết. Rồi bây giờ để tôi tranh thủ farm xong rồi đây này, cái bắt được AD đó không. Nói chung là có Helen rồi thì cứ thoải mái mày bắn thôi đó. Còn con Elsu mà gặp Helen thì cũng chả cấu bao nhiêu máu đâu, cứ bị cấu cái là lại được Helen hồi máu à. Còn bây giờ thì để cho Violet ăn bùa nhé mọi người, mình mới bùa chân rồi nên là nhường Violet để cho Violet khỏi về nha. Rồi bây giờ thì tranh thủ lượm con bùa đỏ xong rồi tôi sẽ đi xuống đẩy đường dưới nhé. Nói chung là cứ đẩy đến cao lên xíu thôi, đợi tà hần giờ tên bạn nó thủ chắc quá thì mình phải đợi cái mục tiêu nó ra rồi mình ăn mục tiêu rồi mình ép thực thể nhé mọi người. Nói chung là không cần phải vội vàng đâu, tên mình đang có lợi thế mà, nên là không có gì phải đánh vội bằng vàng. Rồi để tí nữa là tên bạn lại có lợi thế lại thì không có hay nha, nên là cứ từ từ thôi, đợi mục tiêu ra rồi đánh. À nó ổn này, phát này chơi được nha. Né ulti này, rồi ulti này bay bắt thằng AD nhé mọi người, bay bắt thằng AD này, chém này, đứa này đánh thường này. Ui nó đẩy ra rồi. Rồi lùi nhẹ cái nhá, và đó thằng SB nó không đẩy ra cái thôi là tôi đủ tầm, cái là tôi bắt được thằng AD nó là đẹp rồi. Rồi né này, ui ra đau thế không biết, trời ơi. Rồi pha này thì từ nhá, lính thấp quá chưa đánh được đâu, lính thấp quá không ép được. Rồi bây giờ đợi Helen hồi máu rồi tranh thủ qua ăn con rồng nhé mọi người. Nói chung là bây giờ từ đã để tôi ăn con bùa đỏ đấy nha. Rồi đánh thường này chém này, lướt qua này. Ơi thiếu đam kia, trời ơi trưởng chị còn bị lỗi đam nữa chứ. Rồi ui lướt còn hùa tường nữa. Rồi ơi ulti này, rồi ao nhầy nhá. Rồi đòi chém thường này, này tàn hình, đòi tàn hình này, ao nhầy này đòi bắt mình đấy. Phải đó tôi thấy Ngộ Không nó tàn hình rồi nè, tôi bật ulti lên, tôi tăng biến nhiễm nên Ngộ Không có không vào đam nha. Đó chứ mà tôi mà tàn hình tôi mà dùng cái chiêu cuối chậm một cái thôi là Ngộ Không nó gõ cho cái là không chơi phát nào lên bảng điểm số đấy. Rồi nó coi như ăn Ngộ Không rồi thì pha này tôi sẽ thấy luôn
con tà hần nhé mọi người. Rồi xanh rồi sẽ về ăn con blue nha. Đó, ăn bồ xanh rồi để lấy hồi chiêu xíu nhé. Nói chung là con da này rất cần hồi chiêu nên mọi người phải tranh thủ ăn bồ xanh trước khi combat nha. Đó, nó sẽ có lợi thế khá nhiều cho team đấy, nên là cứ ăn đi rồi từ từ. Rồi bây giờ thì tranh thủ lượm lốt con bồ đỏ này, lấy một xíu đam tay này, rồi xong rồi sẽ di chuyển lên trên rồi ép luôn lên bạn nhá. Đây này, có thế chơi này, pha này có thế này, khả năng thì pha này tên tôi sẽ lấy luôn được một trụ mega nhá mọi người. Nó cố gắng ép đi đấy, AD đứng xa dáng bắn trụ trước nhá, bắn trụ đi lấy trụ mega đã. Rồi đợi AD chém này, ê pha này anh được ngay ulti này, rồi bộ này ulti hai đứa này chém thường này. Rồi nè, từ nhá, tôi lấy luôn cái trụ mega thứ hai nhá cho chắc nha. Đó, tên bạn đã lấy được mạng Malok rồi, khả năng trận đấu này tôi sẽ cố gắng đây này chém thường này. Ui bị đẩy nữa kia. Rồi đây này, tôi quay về này, chém này, bổ này, đánh này, rồi giết luôn SB đó. Rồi xong nhá, tên bạn chết ba rồi thì chắc chắn là trận đấu này win tại đây rồi. Ui chà đó. Rồi ok, nói chung là clip này rất là dài rồi, cảm ơn em đã coi đến đây nhá. Đó, nói chung là chúc em một ngày vui vẻ, thì nhớ đừng quên đăng ký kênh và like kênh, ủng hộ kênh mình nhá. Cảm ơn em rất là nhiều nhá. Ok, bye bye nhé, hẹn em clip sau nha.